Xin chào danh ca Khánh Ly. Được biết đêm nhạc 5 giọng ca vàng Tình Khúc Cho Em là lần đầu tiên kết hợp của 5 giọng ca vàng, và có thể nói đây là phần quà mà cô dành tặng cho khán giả trong dịp 8 tháng 3. Vì cô có thể chia sẻ một số cảm nhận về đêm nhạc này không ạ? Tôi hy vọng chúng tôi sẽ gửi đến tất cả những bà mẹ, các chị, các em những bài hát được xem như là những bông hoa đẹp nhất đến cho mỗi gia đình. Thưa ca sĩ Khánh Ly, khi nhắc đến danh ca Khánh Ly thì tất cả khán giả cũng như các ca sĩ trẻ lại nghĩ đến đây là tượng đài trong dòng nhạc Trịnh Công Sơn. Thì đối với cô, đây có phải là một bước thuận lợi hay khó khăn gì không để cô có thể chuyển sang một dòng nhạc mới? Tôi chẳng bao giờ tôi nghĩ là tôi lớn cả, thành ra tôi không có bị áp lực. Tôi chỉ hơi hơi khi mà được gọi đó là tượng đài hay danh ca thì tôi hơi xấu hổ một chút. Công tâm mà nói, tôi không thích lắm đâu. Cứ xem tôi như bình thường thôi. Trong dịp 8 tháng 3 thì chắc hẳn chúng ta là những người phụ nữ thì cũng mong muốn nhận được những phần quà đến từ những người thân yêu của mình. Vậy thì với danh ca Khánh Ly thì cô đã nhận được phần quà gì từ những người con của mình chưa? Năm nay tôi 74 tuổi rồi. Tôi ít khi nào nhận được quà lắm. Từ chồng và các con. Không phải là mọi người quên tôi đâu, nhưng mà tôi chỉ nghĩ là đã ở với nhau như thế rồi, lúc nào cũng nhìn thấy nhau rồi, thì đó đã là một món quà rồi em. Tặng quà làm gì nữa, thêm phần tốn kém, nó không cần thiết đâu. Cái lòng của mình đối với nhau mới là quan trọng, cái trái tim của mình cho nhau mới là quan trọng. Quà là những thứ mình có thể mua được bằng tiền, có cũng được, không có cũng chẳng sao cả. Miễn là lúc nào mình biết chắc một điều, con cái thương mình, chồng quý mình, và đặc biệt hơn nữa là khán thính giả ở các nơi. Đó là những món quà lớn nhất rồi. Thì tôi nghĩ là cuộc đời tôi không nên đòi hỏi thêm một cái gì nữa đâu. Theo như cô chia sẻ thì 365 ngày thì đều là ngày chúng ta nên dành để tôn vinh cho phụ nữ, không chỉ riêng ngày 8 tháng 3, cho nên cô cũng ít đòi hỏi về phía người thân, con cháu hay là chồng của mình. Nhưng mà cô có thấy đây là điều thiệt thòi gì với phụ nữ của chúng ta hay không ạ? Tôi nghĩ là người đàn bà đó được sinh ra đó là để làm đẹp cho cuộc đời này. Nếu không có đàn bà thì cuộc sống sẽ như thế nào? Nếu nói về cái sự hy sinh đó thì đàn ông không bằng đâu. Rồi những cái nỗi cơ cực trong đời sống, người đàn ông không thể theo chân người phụ nữ được. Nhưng mà không phải ai cũng may mắn mà được có một cái gia đình hạnh phúc. Cho nên tôi cũng xin kính chúc tất cả mọi người đạt được những ước mơ tốt đẹp nhất, được chồng yêu quý, được con trân trọng, được bạn bè lúc nào cũng quý mến. Thì đó là cái điều hạnh phúc lắm. Là một người rất là bận rộn với lịch trình dày đặc của mình, vậy thì cô có thể chia sẻ bí quyết để giữ gìn sắc vóc cũng như giọng ca của mình cho đến hiện tại không ạ? Không quá tuyệt vọng, cũng không quá hy vọng. Như ông Trịnh Công Sơn ông nói, em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh. Thì cứ thế đi. Trời cho mình được cái gì thì giữ lấy của mình. Cái gì không phải của mình thì không mơ ước đến. Có lẽ điều đó tôi có một cái nhìn về đời sống nó thoải mái hơn, không mơ ước gì cả. Với một ca sĩ thì có hai yếu tố để đánh giá, đó chính là bản năng và kỹ năng. Nhưng khi nhắc đến danh ca Khánh Ly thì người ta lại đến nhắc đến việc là cô dùng nhiều cảm xúc cũng như nhiều bản năng trong giọng hát của mình hơn. Vậy thì đối với cô, với một ca sĩ thì điều gì là quan trọng hơn? Đối với mọi người thì em, mọi ngành nghề, không riêng gì ca hát đâu. Cái gì cũng quan trọng hết. Và cái gì cũng không quan trọng cả. Làm sao cân bằng được cái đó khó lắm. Đừng nói rằng tôi không học mà tôi được như vậy thì nghĩa là tôi hay. Không phải tôi hay đâu, mà tôi chỉ có may mắn thôi. Cho nên cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Khán giả trong nước rất là vui mừng khi gần đây Khánh Ly đã dành nhiều thời gian hơn trong việc biểu diễn ở trong nước. Vậy thì mỗi lần xuất hiện thì cô có điều gì đổi mới hay không ạ? Tôi không nghĩ là mình phải đổi mới hay nên đổi mới, bởi vì nó trễ rồi em. Ở cái tuổi của tôi thì không nên đổi cái gì cả. Mọi người đã chấp nhận mình như thế nào thì dáng mà giữ được cái đó thôi.
Cũng như là thí dụ như là vợ chồng chẳng hạn. Dĩ nhiên là khi mới yêu nhau, mới thành vợ chồng thì cái gì nó cũng đẹp cả. Nhưng mà ở với nhau chừng 3, 4, 50 năm thì đôi khi nhìn nhau giống như nhìn cái bàn, cái ghế. Nhưng mà mình không coi thường cái đó được. Mình vẫn quý trọng những cái điều mình có. Lúc nãy thì danh ca Khánh Ly có chia sẻ là việc chúng ta chung sống vợ chồng với nhau thì cũng giống như việc chúng ta nhìn thấy cái bàn, cái ghế. Điều đó trở nên quá là bình thường đi, cho nên đôi lúc chúng ta quên đi những điều lãng mạn. Chẳng hạn như những dịp lễ đặc biệt như thế này thì chồng quên hẳn luôn việc tặng quà cho vợ. Vậy thì cô nghĩ như thế nào về việc nếu như chúng ta chung sống lâu như thế này thì cái điều lãng mạn ở tuổi già nó khác hơn nhiều so với chúng ta nồng thắm lúc trẻ à? Thật ra đó, cái người đàn bà, cái người phụ nữ đó, họ không có đòi hỏi nhiều. Họ không đòi hỏi tiền bạc, họ không đòi hỏi quyền uy, họ không đòi hỏi danh vọng. Những cái điều mà người phụ nữ họ cần đó, nó nhỏ lắm. Nó nhỏ như những hạt cát thôi. Có lẽ vì thế mà người ta hay quên, người ta không có chú ý đến. Mà có lẽ vì thế mà những hạt cát đó, nó làm cho người ta chảy nước mắt là vì vậy đó em. Đừng coi thường những cái mà mình nghĩ rằng nó nhỏ nhưng nó quan trọng hơn nhiều lắm. Lớn chưa chắc đã quan trọng đâu. Tôi chỉ ước mơ tất cả phụ nữ Việt Nam người nào cũng hạnh phúc, tài giỏi. Trong nhà thì chiều chồng, yêu con, ra ngoài xã hội không thua kém ai cả. Không thôi đàn ông, bởi vì bây giờ tôi thấy phụ nữ bây giờ giỏi lắm và dáng mà giữ cái hạnh phúc gia đình của mình. Một lần nữa thì xin cảm ơn danh ca Khánh Ly đã dành thời gian trò chuyện với khán giả của kênh VTC9. Và trước khi tạm biệt khán giả thì không biết cô có gửi lời chúc gì dành cho khán giả của kênh VTC9 không ạ? Chúc tất cả mọi người sức khỏe thật nhiều và bình an trong vòng tay của chồng và các con. Chiều chủ nhật buồn nằm trong căn gác yêu ý.